Xin chào các bạn, mình là Phú, giáo viên dạy tiếng Nhật. Số Zalo của mình là 0903 651 824. Thì hôm nay Phú sẽ hướng dẫn với bạn tiếp kanji của bài số 41, học theo giáo trình học kanji lăng ba di bộ. Trong bộ giáo trình này nó có 3 quyển. Một quyển đầu tiên là chúng ta sẽ học lại hết 214 bộ thủ. Tiếp theo là chúng ta sẽ học kanji từ bài số 1 tới bài số 25, là trong quyển lăng ba di bộ này. Và kanji từ bài 26 tới bài số 50 thì nằm trong quyển ấm nhiên này. Và hôm nay Phú sẽ hướng dẫn tiếp bài số 41 các bạn. Thì bộ sách này là được viết dựa trên cái kinh nghiệm giảng dạy thực tế của Phú trong vòng 5-6 năm qua. Dạy tiếng Nhật, Phú là giáo viên dạy tư ở bên ngoài chứ không phải là dạy cho trung tâm hay là cho công ty nào cả. Cho nên đòi hỏi cái việc giảng dạy buộc là phải kanji dạy phải rất là nhiều. Chứ nếu mà giống như dạy riêng ở bên ngoài mà nếu mình dạy ít kanji cho học sinh thì những học sinh người ta sẽ vô trung tâm người ta học, người ta sẽ không bao giờ đến chỗ của Phú học. Cho nên để mình có cái gì đó khác biệt và có cái sự đầu tư kanji ngay từ đầu cho học sinh thì mình mới viết cái bộ sách này ha. Thành ra là mấy bạn học theo có thể yên tâm về vấn đề những cái giống như những cái hướng phát triển tương lai của cái việc mà mình học kanji nhiều thì nó rất là dễ định dạng. Chứ không phải giống như bộ sách dựa trên cái việc là hình thành ý tưởng rồi viết ra rồi lên đây hướng dẫn mấy bạn. Không phải, đây chính là cái bộ giáo án Phú dạy học. Thì bữa nay Phú sẽ chia sẻ cho các bạn tiếp bài số 41. Đầu tiên là mình tách bộ. Tách bộ là để chúng ta biết chữ kanji nó gồm bao nhiêu bộ thành phần, biết đánh dặn nó để có thể ghi lại nó được ở trong cái bài tập Mina. Thì chữ đầu tiên của bài 41 này là chữ ngọc. Chữ ngọc này thì nó là một bộ nha các bạn. Đây là bộ ngọc quý. Một bộ ngọc quý. Cái việc tách bộ này đòi hỏi mấy bạn phải thuộc cái bộ trong cái quyển 214 bộ mà Phú vừa nói khi nãy á. Hưng kyo thì bạn thấy đây nó có bộ củ cối nè. Ha. Ở đây chính là bộ củ cối, nó chẻ bộ củ cối ra và nó nhét chữ đồng kanji vô. Chữ đồng thì nó gồm có huynh quang, nhất một, khẩu miệng, gọi đây là nhất một cái nữa. Gọi đây là bát tám. Chữ hưng kyo, tình jo thì nó gồm có tâm tim, đây là dạng tâm đứng biến thể của dạng tâm kia. Ở sau là bộ thanh sanh, đây là một bộ. Ha, tình tâm thanh báo hô thì phía trước là chữ hạnh, nếu tách nó ra thì nó gồm có thổ và dưới là dương, dương hai nét hay ba nét gì đó cũng đều là dương cả. Phía sau này là bộ tiết tre nè các bạn, còn đây là hụ lại ha, báo hạnh tiết hụ viên en thì gồm ở đây là bộ khuyển chó, đây là biến thể của bộ khuyển ha, còn đây là thổ đắc, đây là khẩu miệng, còn đây là y áo, đây là bộ y áo ha. Đại Fukuro, chữ đại này nó không đọc là đai mà đọc là Fukuro cả các bạn. Thì nó gồm chữ đại ở trên, tách chữ đại thì gồm có nhăn đứng nè, ở đây là giặt bắn, còn dưới đây là vẫn là bộ y áo. Chỉ si thì gồm bộ thủ tay nè, chỉ thìa và nhật ngày. Luân rin thì gồm bộ xa xe. Chúng ta có bộ xa xe, ở đây là nhăn nhất, dưới đây là chữ sách ha. Tổ xô thì gồm có thị thần. Thị là thần đất, ở sau là chữ thả. Thả này nếu mà tách bộ thì nó gồm có một mắt nhất một. Thị này là biến thể không phải là nguyên thể nha, mà nguyên thể của nó là như thế này. Tôm son thì đây là bộ tử con. Việt trái với lại bộ mịch tơ. Dịch gia cừ thì nó gồm bộ ngôn. Ngôn nói với lại chữ R này nó chính là chữ xích. Chữ xích nha mà. Chữ xích này thì bộ thành phần của nó gồm có thi sát và việt phải. Mấy bạn thấy nó nằm ở trong như trong chữ chú thì nó có thêm chữ đáng ở dưới đây ha. Gọi là trong chữ dịch đọc là Eki á. Dự vô thì gồm đây là bộ chữ này chữ dư hay là bộ mâu giáo. Mâu giáo thì nó có cái rạch ở đây nhưng mà ở đây nó không có, nó vẫn là mâu giáo thôi. Còn phía sau này nó vẫn là huyệt đầu, đây là nguyên thể của huyệt đầu. Trợ vô thì đây vẫn là chữ thả. Chữ thả này là chữ kanji nha các bạn, nó giống như chữ trên này vậy nè. Rồi tiếp theo đây là bộ đao dao. Cơ kỳ thì nó gồm bộ nữ nữ. Dưới phía bên đây á, đây chính là bộ thằng bày. Thằng là bày tôi nha. Ha, thằng là bày tôi. Mộ bôn thì nó gồm ở trên đây là thảo cỏ. Đây là thảo biến thể. Còn đây là nhật ngày. Đại to. Nhật ngày. Rồi tiếp theo. Lục riêu cừ. Thì đây cái chữ B này nè. Trước là bộ phụ, sau là bộ ấp đắc. Thì nó gồm có phụ. Phía sau là thổ nhân thổ. Mấy bạn thấy bộ thổ nhân thổ này nó nằm ở trong chữ thế á, nó thường hay đi cặp cặp với nhau như thế này thôi, ít khi nào nó đi lẻ lắm. Yên en thì nó gồm bộ quả lửa với lại đây nè, bộ á che nhớ mà, đây là á che hay là chữ tây á, còn dưới đây là thổ đất. Phối hai thì đây nó gồm bộ dậu chi,
Dậu là một chi trong 12 chi, tí xuân dần mẹo ngô mùi thân dậu là con gà, ở đây là bộ kỷ thân, kỷ là bản thân của mình. Việc ê trừ thì ở đây mấy bạn thấy nó gồm có bộ tẩu chạy nè, tẩu chạy. Các bạn nhớ tẩu chạy, túc chân với lại thắt đo nha, ba bộ đó nó rất là giống nhau. Tiếp theo đây là cổn, ở đây là nét hắt lên, còn đây là qua qua, một loại binh khí. Bạc ha cừ thì nó gồm có thủy nước, và đây là bộ bạch trắng, thì là bạc thủy bạch. Phổ ưu ra thì nó gồm có thủy nước nè, phổ thủy nhất dụng cổn chủ, phổ thủy nhất dụng cổn chủ. Giảng cô thì nó gồm ngôn nói ha, cho nên là chữ tỉnh, chữ tỉnh. Rồi phía dưới đây là chữ tái đó, giảng cô thì là ngôn tỉnh tái. Huề kê thì gồm có thủ tay, chi chim. Dưới đây là bộ dẫn bước, nhưng mà đá qua đây, đá qua đây mới đúng rồi mà, nhưng mà dạng biến thể thì nó sẽ đá ngược lại. Đới tay thì đây là bộ sơn núi ha, mạch trùm. Còn phía dưới đây là căng khăn, đế tay. Tu siêu thì gồm nhân đứng, cổm sổ, còn đây là phọc đánh, đây là sam long. Tảo xô thì nó gồm có thủ tay biến thể, kệ đầu, và căn thì là tảo thủ kệ mịch căn. Trừ xô thì trước là bộ phụ gò, trừ phụ, ở đây là sau này là chữ dư, trừ phụ nhân nhị tiểu gọi là trừ phụ dư. Tương xô mộc mục, tương mộc mục, đây là bộ mộc gỗ, mục mắt. Tán san ha, tán ở đây nữa là cũng nhất nguyệt phọc, tán cũng nhất nguyệt phọc, đây không phải là thảo nha, đây là cũng. Thiện gen, thiện thì gồm bộ thị thần biến thể với lại chữ đơn, đơn thì gồm tiểu nhật thập. Thiện gen, thiệt thị, đơn nhật thập. Tinh xê thì gồm bộ mễ gạo với lại phía sau này là bộ thanh xanh đấy mà ha. Tinh mễ thanh. Ngân thì gồm kim vàng với lại cắn quẻ ha, nguyên thể của nó kim vàng cắn quẻ. Kanjimina nó tới đây nha mà. Rồi, chúc mấy bạn học kanji thật là tốt trên cái con đường học tiếng Nhật của mình. Cảm ơn mấy bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào clip tiếp theo.